dột không đấy? Không dột đâu, bác yên tâm. Dột thì chết. Ôi, nhờ, nhờ. Ôi, nhờ, nhờ. Bên này kia đóng cửa. Bên này cũng đóng cửa hết. Ô nhờ. Trời mưa họ nghỉ rồi. Chết rồi. Ồ, có bao nhiêu cái quán ở trên này đóng cửa cả. Quay thằng em nhé, cho anh mở miệng ô bắt em ơi. Đây này quần ơi. Đây đây. Mà anh em một cái ô. Rồi đây đây. Rồi anh em chạy vào đi, anh không cần đâu. Mình chào tất cả các bạn nhé. Thật chi là đường đột và đột ngột khi chào các bạn vào cái tầm này. Nhưng mà hôm nay mình đi để mua ít đồ cắm trại ấy. Chị ở nhà chứ ơi. Trời mưa quá, cửa hàng nào người ta cũng đóng cửa. Cho nên là không mua được cái gì. Anh em mình đang rủ nhau ở về nhà Bác Long để ngồi uống nước. À, anh đâu rồi? Anh em ơi. Anh của em đấy à. Hắn đâu nhỉ? Bây giờ thì mưa gió này mà chạy chả cấm được thì sao làm nào? Này rủ nhau đi đánh cá chứ làm sao được. Gọi ma kìa kìa. Ôi giời ơi. Đâu? Ôi ôi, gì đây? Ôi, đang ngủ à? Hay là mới đi đánh dọa về? Ôi, đây, Bác Long đang đánh dọa đây này. À, cái ruộng này Bác Long nuôi cá chứ Bác Long đánh dọa được. Nó khả năng có là sẽ cao. Mình thì mình tranh thủ là uống nước tí, sau về rủ nhau đánh cá. Uầy, đúng như là mình suy nghĩ. Wow, hợp lý đấy. Mình vừa ở dưới chỗ anh Long về thì thấy trời có vẻ là càng ngày nó lại càng mưa mau và không có hiện tượng ngớt. Thì mình có vào nhân mượn đấy một cái đơm này này. Cái đơm này là đơm bằng lưới. Thì hôm nọ mình lên trên này mình ngắm ở chỗ này là có một cái lõng nước chảy. Mỗi hôm nó chảy bé lắm, nhưng hôm nay thấy trời mưa to, mình nghĩ trong đầu là nó sẽ chảy rất mạnh. Thì mình mới mang cái đơm này lên. Bây giờ mình sẽ đặt đây nhá. Hy vọng là sẽ có con cá nó xuôi dòng từ ở trong chiếc ao này, ao tù ấy, để nó chảy ra ngoài sông. Đó, nước mới thì là mình hy vọng là nó sẽ vào đây. Bây giờ thì chỉ chờ may mắn thôi. Mình sẽ đặt cái giọ này xuống đã. Đây, cái cửa giọ đâu nhỉ? À đây, cái cửa giọ đằng này. Đây đây, cửa giọ tròn tròn đấy các bạn. Đấy, ok. Xác định là con cá nào mà chui ở trong này là không còn đường ra nữa. Cái cửa này nó mở rất là rộng. Mình đã làm xong rồi đấy các bạn. Đây, toàn bộ là cái phần đuôi của cái giọ này là nó sẽ trôi ra đằng sau. Đó, con cá nào bên dưới nó chui lên thì nó sẽ không vào được. Nhưng mà con cá nào bên trên chui xuống thì chắc chắn là nó sẽ vào trong cái giọ này. Đấy, nhưng bây giờ là mình chỉ cần hy vọng là không ai đi qua đây rồi là làm đổ mất của mình thôi các bạn. Đấy, đây, cả một cái thùng rộng như thế này này. Bao nhiêu cá là nó dồn hết về theo cái lõng này. Đây là mình nghĩ trong đầu thế thôi, để nó chạy ra ngoài sông đúng không? Và nó vào hết trong này của mình. Đây là cái hy vọng. Thôi được rồi, mình cầm cái xẻng về để mình tra lưới ở nhà nữa. Cái này cứ để đây. Sau tẹo chiều tối mình ra mình nhấc. Trời vẫn đang mưa. Lụt đến tận cổng ơi. Ui, ở đây nước chảy cũng mạnh này. Liệu mình có kịp không ta? Vừa ở trên đồng trên ấy, mình đánh cái dọa xong thì mình về đây mình lấy lấm lưới để tra cái chỗ này này. Ui, đầy cá sộp con này các bạn này. Một đàn cá sộp con này. Đấy, cá sộp con thì chắc chắn là nó sẽ có cá sộp bố mẹ đúng không? Đây nó rất nhỏ các bạn, khó nhìn lắm. Đây, mình đến gần nó lại, để đợi một tí nó lên này. Bây giờ mình sẽ tra cái lấm lưới ở đây nhá. Ui, lấy cái vợt mà hớt cái đàn này về lui thì ốm đòn luôn nhá. Ui, để mình lấy cái vợt đã. Ui, kìa, cả một đàn to. Ui, nhiều thế. Ui, lấy cái vợt xong mình tra lưới xong. Ui, nhiều quá. Cái vợt này rách tứ tung hết rồi. Ui, hy vọng vẫn hớt được. Cả nó. Ui.
Ui, đàn cá nó chạy đâu nhỉ? Hay là nó theo nước nó chảy đi mất rồi thì phí. Ui, đàn cá nó chạy đâu mất rồi. Đàn cá con nó chạy đâu mất rồi các bạn. Ui, nó vừa ở đây mà nó chạy đâu mất rồi, hay là theo dòng nước này rồi. Ui, nước chảy mạnh này vừa bảo nó theo thật rồi. Theo đàn đi mất rồi. Thôi được, mình cứ tạm thời tra lưới đi ạ. Tạm thời tra lưới đã. Sau tính tiếp. Chíp chíp chíp. Hôm nay trời mưa, tạm thời ở đây nhá, không thả được. Hôm qua có rất nhiều bạn hỏi mình là thế cái con chíp chíp lớn đâu mà anh không quay, thì đây nó đây này các bạn này. Đấy, nó vẫn khỏe nhưng mà có cái là chân nó hơi yếu thì mình không dám thả nó ra thôi. Hôm nay là một cái ngày mà mình quay video nó bị sai mục đích. Đúng ra hôm nay là cái ngày mà cấm trại đấy các bạn. Nhưng mà mưa to quá không cấm được. Tạm thời bây giờ thì trời nó hơi ngớt ngớt một tí. Mình đang đi kiểm tra lại một số cái chuồng trại của mình xem có chỗ nào bị dột hay không. Thì không có chỗ nào bị dột, chỉ có thấy mỗi chỗ kia kìa là mưa to quá nó hắt vào tường ấy, sau nó chảy nó ngấm vào đây thôi. Còn toàn bộ chuồng đây đều khô ráo hết này. Hôm nay thì quay về động vật thì chắc là mình không quay được nhiều, quay ít thôi. Chủ yếu là trời mưa này mình dành thời gian để lang thang xem có cái chỗ nào đánh cá không thì mình kiếm những ít cá vậy các bạn. Chuồng ở trong này thì thoải mái, khô ráo này. Hai con chim nó ngồi ở kia. Thức ăn thì lúc nào cũng đầy đủ rồi cho nên là mình cũng không phải cho ăn thêm nữa. Để hôm nào tạnh giáo thì mình quay về động vật nhiều hơn cho bạn xem nhé. Bây giờ này mình lại đi lang thang tí. Được nhiều không ạ ơi? Được nhiều không? Tuyên xoài thôi. Tuyên xoài thôi à? Có cái thuyền máy nó đang đi ở ngoài kia ồn quá. Cháu có con nhà Hải không? Dạ vâng, cháu con nhà mẹ Hải. Cháu chào bác. Thế, bác đi đánh gì đấy? Đi đánh gì, bác ở nhà nên ông chế ở thuyền đấy chứ. À thế á? Ừ. Vâng. Tức là bác với ông đây là hai vợ chồng à? Ừ, hai ông bà. À thế, thế là bác là đi tiếp bác tế. Bác về nhà. Được con tôm con cá bác về nhà bác bán, nhưng hôm nay không có được gì cả. À rồi rồi, cháu hiểu rồi. Tức là bác là hậu phương họ chứ ông chế là hậu phương. Không, tức là bác là hậu phương tiếp tế viện trợ cho bác trai đây rồi là được cái gì là đi bán rồi mang cơm nước ra. À cháu hiểu rồi. Mình đang gì nhỉ, tranh thủ chờ mấy con cá nó vào trong cái đó thì mình mang lồng lưới để đi tra các bạn ạ. Thế nhưng mà thấy nước trong quá, nước trong này thì cá không được bác nhỉ? Nước trong cái này làm gì có cái gì mà cha? Đấy thì trong không nhỉ? Không ai. Cháu chào bác. Đấy, nước trong quá thì cá nó nhìn thấy lưới cho nên là mình đánh nó không được. Thế là thôi mình quyết định này bảo là thôi mang về. Thì về qua đây là gặp hai bác đang chuyển đồ cho nhau. Biết rồi, hôm nọ ra biết là nhìn ở trang lưới dưới này. À ừ, hôm nọ cháu già ở đây. Thì biết là con bố Hải. À vâng. Ôi, thế bác ở đây là tối ngủ ở đây luôn à? Tối ngủ ở đây luôn. Ăn ngủ ở đây luôn. Ở đây mẹ cháu. Vâng, thế là ví dụ như là được cái gì thì mang lên bờ bán xong là lại ra đây. Bán lại về. Thế nhưng mà hai bác có nhà ở trên bờ không? Có. À. Nhà con trai làm 2 tầng 1 tum năm nay 9 năm rồi. À rồi rồi. Thế tức là hai bác là trên nhông tiêu ấy. Hai bác là thích sống cái cuộc sống ở dưới sông nước thôi chứ không phải là cháu hiểu rồi. Không thích sống trên bờ. Không thích sống. Đênh đênh trên dòng sông này này. Vâng. Cho nó thoải mái à. Thế những cái ngày như thế này thì nước nôi nó không có đầy thì kiếm nó hơi khó nhỉ? Ừ, thì nó không được. Vâng. Không nào mà nước rồi. Lúc đấy thì còn được 1-2 cân đó. Vâng. Nước nhưng mà mấy con nước vừa rồi thì ngày bác có được vài trăm không? Được. Mỗi ngày được vài trăm. Vâng. Hôm nào nhiều nhất thì như con nước đợt vừa rồi từ đầu năm giờ hôm nào nhiều nhất được khoảng bao nhiêu tiền hả bác? 900.000. Ai à, 900.000. 800.000, 700.000. Và còn như mấy hôm nay thì bác đánh hôm nay không có gì. Hôm nay 10 phân. Vâng ạ, cháu thả lưới to để cháu bắt cá to chứ cháu không bắt cá bé mấy. Cá bé thì cháu chỉ đi đánh rủi về cho chim ăn thôi. Thế bác nuôi mèo trên này thì là có mấy con? Có 2 con. Thế nó có bao giờ nó nhảy xuống sông không? Không, thỉnh thoảng có gì. À thỉnh thoảng có. Ông ơi bỏ vào để bỏ đá. Mèo ở trên này với bác thì là toàn ăn cá này. Đấy cá đây. Mà cá này lại đúng là cái món sở thích của mèo rồi. Ừ, đây. Đây đây, tinh thế nhưng mà cái hôm đây. Mưa gió thì làm nào, mưa to gió lớn thì làm nào. Đây nó chán quá cháu, nó
Nó quay cứ bảo quay xuôi kệ nó chứ. Nhưng mà có hát vào trong này không ạ? Không, không. Đây bác có cái à? À vâng, bác có hai cái bè hai bên đây. Hai bè đấy. Vâng. Cái này là con trai trưởng hay con trai thứ hai? Cháu là con đầu của nhà mẹ Hải. Vào, ông bưng vào tôi cái. Ông mấy hôm nay trời rất rét thì ở trên thuyền này cháu có cảm giác nó rất ấm cúng, nhưng mà trời nóng thì nó có bị nóng hả ông hả bác? Đấy nóng đây phải mua 700-800 nghìn. Ôi con mèo nó gặp mình nó sợ nó chạy. Thế thôi cháu quần áo ướt cháu chả vào nữa, cháu ngồi đây cũng được. Đấy, đây cái ghế không ngồi. Đây bác ở đây cũng có một cái bình này để thắp sáng này. Phải thắp sáng. Nào bình nữa ở dưới. Vâng. Đấy, ngồi rồi đấy. Những cái hôm mà mưa to gió lớn sấm chớp đậm đùm là cảm giác chill phết bác nhỉ? Cũng sợ. Ấy. Cũng sợ. Cháu thì lại thích cái cảm giác đấy. Thích gì mà thích? Ấy ở trên đỉnh mái mưa đang lách tách xuống. Để... đi đi chú đi chú ra đi chú ảnh đi có là đi. À vâng, cháu cũng đánh cá này ăn nữa chứ bác. Cháu mang cái máy quay đi để cháu ghi lại những lúc mà cháu đi đánh cá, hôm nào được nhiều thì là cháu ghi được nhiều, mà hôm nào được ít thì cháu ghi được ít. Đấy. Cháu ở cái nghề sông nước này cháu thích lắm. Ông bà cháu ngày xưa thì cũng người ở dưới sông lên này. Ông Đoan bà Đoan này bác. Đấy, ông bà cháu người dưới sông lên chứ. Bố mẹ cháu là người gốc nghề chài lưới. Thế thôi hai bác nghỉ đi, cháu cũng đi về đây. Cháu về để cháu nhấc cái nấm lưới ở nhà của cháu. Sau này về già mà mình còn sức khỏe thì mình cũng rủ vợ ra ngoài sông nước à. Buồn tội gì cháu ơi. Mua giỏ. Thì thôi gọi là cứ kiếm đủ ăn thôi bác. Mấy này bán được đâu nào bán được kiếm đủ ăn mình thôi. Đúng rồi. Phục vụ mình thôi cháu ạ. Phục vụ mình thôi ạ. Ừ. Vâng cháu chào hai bác. Nước trong này có cái gì đâu. Nước trong này không đánh được cá. Nước trong này cá nó nhìn thấy lưới các bạn, cho nên là mình đánh cá nó không có vào đâu. Nó nhìn thấy lưới ai nó vào, nó nhìn thấy bẫy nó sợ bỏ hồn nữa. Mình đi về đến đoạn này có một cái mô đất ở ngoài giữa sông các bạn ạ. Đây nó nằm ở giữa sông thì thấy có một cái cây sung. Ui quả sai quá. Đang định vào để bứt thế nhưng mà sao ở bên ngoài cái nhìn nó gần thế mà vào đây nhìn nó lại cao thế nhỉ. Thế này thì mình không vớ được rồi. Ở bên ngoài ở dưới nước mình ngẩng lên thì thấy nó ở ngay mặt đất. Nhưng mà tới đây thì nó xa quá. Đây. Để mình đưa các bạn xem này sung sai này. Cái sung này sung mọc hoang dại ở ngoài vệ đê à quên, ngoài vệ đê ngoài vệ sông. Sai quá. Ui. Không làm gì được. Để mình xem có cái cây nào mà quả nó thấp thấp thì mình lấy ít nhỉ. Đi vào, đây là cái cây rau dớn này các bạn. Đấy, các bạn gọi là cây rau dớn, còn mình thì gọi là cái cây dương sỉ. Cái cây này, ui, cái ngọn non thế nhỉ. Ngọn non lắm. Hôm nào đi sinh tồn hái ngọn về lấu. À mà bây giờ mà mình có thời gian mình hái luôn về tối lấu được chứ nhỉ. Đúng không? Đây. Cái chỗ này ngày trước là mình có đi ra đây mình thăm tổ quốc này các bạn. Ở trên này có nhiều tổ cò tổ quốc lắm. Nhưng mà bây giờ thì hết mùa rồi. Đây là một cái mô đất mà nó chênh vênh ở giữa sông. Gần gần giữa sông. Rau dớn ngon đấy. Đây cũng có một cây sung nữa này. Để mình hái mấy cái rau dớn này về tối lấu đã. Ngon đấy. Ui ngọn non mờn mờn nhớt nhớt. Đây rồi. Nhưng cây này không sai mấy. Cái này có được vài quả thôi. Không sai mà. Nước đang rơi ở đây. Ôi chỗ này cũng sai đây. Nhưng mà chỗ nào sai thì nó lại cao. Đây các bạn này. Ôi sai phết đấy đùa đâu. Nhưng mà toàn là cành cao thôi. Không làm gì được. Đây mình bớt mấy cái quả thấp thấp này vậy. Không đỏ không bó. Ở đây nó mọc nhiều sung lắm, sung kiểu nó trôi về, nước lụt nó trôi quả sung về sao nó mọc ở trên cái gò đất này. Để mình ăn xem sung nếp hay sung tẻ nào. Sung nếp ăn nó không chát, còn sung tẻ ăn nó sẽ rất là chát các bạn. Ngày trước là mình thấy nhiều tổ cò đây lắm. Nhiều tổ cò, tổ quốc. Nhưng bây giờ hết mùa rồi mình chả vào nữa. Còn nếu mà có mùa vào đây 100% là gặp tổ luôn. Giòn tan. Ngon thế nhỉ. Hôm nào mình ra đây mình hái ít về muối dưa. Rất nhiều cây sung. Uầy,
mưa độc trận như thế mà các bạn nhìn nước nó có lên cao không này. Trước khi mà quên, sau khi mà mình tra xong đấm lưới thì mình đắp cái bò này lại để ngăn nước cho bên trong này nước nó cao hơn thì mình tra lưới nó sẽ hiệu nghiệm hơn đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn hai bên nó chênh nhau như này không này. Sau tẹo lỡ mình nhấc lưới xong là mình sẽ trổ ở đây ra để mà mình đánh cái giọ ở đây, đánh giọ ở đây. Bây giờ mình thử nhấc lưới xem. Tra lưới ở đây thì nó sẽ dính nhiều, ôi thôi chết rồi. Sẽ dính nhiều cái rơm với dạ đây này. Ôi đoạn này có con gì nó mắc này. Có con gì nó mắc nó gỡ được rồi đây các bạn này. Ồ, mình tra lưới mình biết những cái đoạn này là hay hay có cá. Để mình xem có vẩy không nào. Không có vẩy, đây nó nghi là cá trơn, cá da trơn các bạn. Ôi thôi chết rồi. Đoạn này căng thế này. Ôi ôi, đoàn toàn rác này thôi chứ. Đoạn này, ôi đây 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 đây, cá này các bạn này. Ôi, ôi một con cá chấm. Nó chết rồi. Ôi thôi chết rồi, con cá, à, đây là con cá trôi. Ui, ở ngoài này có cá trôi à? Cá trôi. Ôi chết mất rồi. Con cá này chết mất rồi. Thôi được, để mình thu luôn từ đầu này vào đã. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu nhỉ, mẹ đâu, thôi chết rồi, cha ở bên ngoài ao mà cũng có cả cá ao đây này, có cả bà ba đây, chết tôi không chị nị. Mình ra nhấc lấm lưới mình thấy một con cá trôi, thế nào mình vội vàng mình quấn lưới luôn, đoạn đấy thì mình quay nhanh đây các bạn này, toàn cá đây là mình chắc chắn là chỉ có cá ao mình nó sổng ra thôi, này con được cả con ba ba đây, con chép coi, nếu như mà không có con chép coi này ấy, thì mình không nghĩ rằng là cá ao đâu, nhưng mà sau khi mình nhấc lên được con chép coi này thì đây đúng là cá ao thật các bạn ạ. Đây ba ba đây. Chết tôi rồi. Thế mà ở trong ao vẫn còn đấy nhỉ? Ba ba trong ao vẫn còn đấy mà ra ngoài béo phết đây. Đấy lúc mua là mình mua là bằng hai đầu ngón tay. Và bây giờ nó to hơn một tí nhưng mà nhìn béo lắm. Con này lại thả xuống ao thôi. Trôi chết hết rồi. Còn một con, hai con sống. Uầy, thôi được rồi à, dù gì thì mình cũng đã đánh được chúng nó rồi. Không biết bên ngoài còn nữa hay không. Còn hay không thì tối nay mình đánh cái giọ bắt quái các bạn. Đánh cái giọ mà 10 năm cửa ngục ấy. Để mình xem liệu có hay không. Bởi vì cắt lúa rồi mình đánh nó dễ. Bây giờ thì mình lên trên kia mình đổ cái gì, cái đơm của mình đã. Thôi cá này mến cho vào lấu hết đi nhá. Chết rồi. Cá ao, cá ao. Cái giọ mà mình hy vọng nhất thì lại không được nhiều. Cái giọ mà mình đánh ở trên đồng chỗ cái cống to đấy, mình vừa lên thăm rồi nó chỉ có ít rô phi với lại có một con cá sộp con. Thế nhưng mà thôi mình vẫn để nó đấy bởi vì nó vẫn sống khỏe. Mình nghĩ là trời ngày là cá nó không đi mấy thì để đêm mình, để qua đêm mình mai mình vớt. Và đây là cái số lượng 33 mà của mình nuôi ngày trước mà nó ấp lở ra đây các bạn này. Đấy hôm nay mình quay cho các bạn xem luôn. Và đây là con 33 mà mình vừa tra lưới được lúc nãy này. Con này ở da của nó có cái gì đây nhỉ? Kiểu dạng như nó bị lấm à, không phải nhớt đây to phết ở đây đùa đâu. Con này to gấp đôi như này là lấu được rồi đây các bạn này. Giờ không biết là mình phân vân có lên thả xuống ao hay không. Thả xuống ao mà nó lại bò đi mất thì cũng phí cơ, kẻ nó cũng khó nhỉ, khó xử ghê đấy. Cái ao của mình làm nó chưa đúng kiểu. Mình vẫn bảo các bạn rồi đấy là mình có làm bằng cái bò rô xi măng đấy là nó vẫn bò ra được. Thôi được, các bạn cho mình ý kiến với lại để mình thử tính toán xem thế nào. Rồi sau cái lấm 33 này mình sẽ tìm một chỗ nào đó để mà nuôi thích hợp nhất. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau nhé.